Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là tiện thể này là chuẩn bị làm một cặp nhung. Cặp này là chín lạng cho khách ở Hải Phòng. Thì trang trại mình xin giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Hưu Sao Tín Tài. Thì tiện đây là mình sẽ làm một video để hướng dẫn mọi người biết được khi chúng ta ngâm nhung hiêu thì chúng ta nên ngâm kèm theo những gì để cho, tức là ngâm rượu nhé mọi người nhé, để cho đúng bài thuốc và tăng tác dụng của nhung hiêu. Thì đối với nhung hiêu thì mọi người cũng chắc cũng nghe qua rồi là nó bổ về dương, tức là nguyên lý của cái nhung hiêu này là khi cái con hiêu đực ấy là nó đòi đi cái, đòi đi mồi ấy, là cái dương khí của nó là mạnh lên, nhiều lên và nó bật nắp để nó lên được cặp nhung như thế này. Đây, cặp nhung này là cặp nhung bự. Thì từ khi nó bật nắp đến lúc được như thế này ấy, thì chỉ tầm khoảng 40 đến 50 ngày là trang trại sẽ cắt. Tức là khi cái dương khí của nó nhiều lên ấy, dư ra ấy, thì nó sẽ bật nhung và nó mọc nhung. Trung bình một con hiêu thì một năm được một cặp như thế này, có con tốt thì được hai cặp, nhưng cặp thứ hai thì không không đáng kể. Thì cái đối với cái nhung hiêu mà nó bổ dương thế này thì mọi người ngâm rượu ấy thì ngâm một mình nó thì đã, cái bình rượu là nó đã quá chất lượng rồi. Nhưng mà nếu như thế thì mọi người dùng rượu, tại vì nó là đồ tươi mà, nếu để như thế dùng thì nó sẽ tanh. Đấy, và về cơ bản này cái mỹ quan của nó cũng không tốt, cũng không đẹp lắm. Thì để đi át cái mùi tanh này thì mọi người nên ngâm kèm thêm một số vị khác. Đấy, tốt nhất là mọi người nên chọn những cái dược liệu mà cũng là bổ dương để mọi người ngâm kèm vào. Tức là bổ theo kiểu bổ dương, bổ sức khỏe lên, chứ nó không phải như kiểu là dạng kích thích. Như tuyệt đối là không được ngâm với mấy cái hoa như hoa cần sa này, hoặc là rượu, hoặc là ba kích nhé. Tại vì những cái dạng đấy dạng là kích thích rồi. Nhung hiêu là bổ dương, nhưng mà nó bổ theo kiểu là chúng nâng cái sức khỏe lên. Tức là mọi người khi hoạt động ấy là nó sẽ giảm được cái sự mệt mỏi và kéo dài thời gian quan hệ. Đấy. Thì tốt nhất trang trại khuyên mọi người là khi ngâm với nhung hiêu thì mọi người nên ngâm với sâm, tại vì sâm nhung là thường là nó hợp nhau. Đấy, thì sâm cũng là một bài thuốc rất tốt để nó bổ trợ cho nhung. Là nếu bình thường mọi người mà dùng cái sâm không ấy thì mọi người khi dùng vào buổi tối sẽ cực kỳ mất ngủ, khó ngủ, nhưng mà cái nhung hiêu này nó lại giúp chúng ta là ăn ngon ngủ tốt. Đấy, ngoài việc bổ sức khỏe ra, nó còn giúp ăn ngon ngủ tốt và giảm stress, tức là thư giãn ấy, thì nó sẽ át đi cái sự căng thẳng của thằng sâm này. Thằng sâm nó lại có một mùi thơm nên là nó sẽ át đi cái mùi tanh của nhung. Hai cái này kết hợp với nhau thì sẽ thành một cái bình rượu cực kỳ tuyệt vời. Đấy, ngoài sâm ra thì mọi người có thể kết hợp thêm một chút kỳ tử. Đấy, một chút kỳ tử nè. Mình sẽ cho mọi người xem cái bình rượu của trang trại ngâm. Đây. Đây là bình rượu trang trại ngâm hộ cho khách. Đấy, hiện tại là khách vẫn chưa lấy, là khách đã chuyển khoản trước nhờ ngâm hộ. Một bình rượu rất đẹp nhé. Cái này là đã ngâm được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi. Trong đây thì trang trại có ngâm kèm một ít sâm tươi này, hạt kỳ tử này và nhung ấy. Chúng ta khi ngâm chúng ta nên để nghĩa rượu thì chúng ta để nguyên cặp, tại vì rượu nó là lấy chất rất tốt nên chúng ta không cần thiết chúng ta phải sắt lát ra, để nguyên cặp, để tránh cái trường hợp là sắt lát thì nó bị hao ra, lao ra thớt. Cái bình rượu cực kỳ đẹp mọi người nhé. Đấy. Đối với rượu nhung hiêu này đây, đối với rượu nhung hiêu này thì chúng ta ngâm chỉ tầm khoảng 3 tháng là chúng ta sử dụng được. 3 tháng. Tốt nhất là chúng ta để càng lâu càng tốt. Vậy thì tại vì càng lâu thì cái chất của rượu, chất của nhung hiêu nó ra rượu sẽ càng nhiều hơn.
Về cơ bản, về đúng theo cái nguyên tắc ngâm ấy thì mọi người ngâm hết một nước nước một sẽ ngâm tầm 3 4 tháng. Mọi người có thể chất ra cái rượu đầu ra một cái bình khác và mọi người đổ cái một rượu mới vào nữa. Đấy, ngâm thêm 2 tháng nữa thì mọi người trộn hai cái rượu vào với nhau. Đây là một cái cách để tận dụng cái độ cồn của rượu là lấy chất của nhung ra triệt để nhất. Đấy, mọi người nếu như mà không dùng nhiều thì cứ để nguyên như thế này. Và chúng ta 1 năm sau chúng ta dùng cũng được, dùng hết thì chúng ta thấy đang còn có thể lấy chất được nữa thì mọi người đổ lượt rượu mới vào, có thể thêm một chút thành phần khác vào nữa. Đấy thì chủ yếu nhung hiêu thì mọi người có thể chọn lựa những cái dược liệu mà bên đông y người ta sẽ tự biết những cái dược liệu là gì, nó nghiêng về bổ dương thì mọi người vẫn có thể là có thể ngâm kèm vào được. Nhưng mà bình thường thì nhung hiêu nó đã là rất tốt rồi nên mọi người trang trại khuyên là chỉ ngâm với sâm hoặc một ít kỳ tử là hợp lý nhất. Ngoài ra là chúng ta cũng có thể sâm ngâm thêm với đông trùng hạ thảo. Đấy, những cái bài thuốc mà nó cũng tốt cho sinh lý về về dương ấy, bổ dương cho nam giới. Đấy, thì trang trại là trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Đấy, mình tên là Tài, là chủ trang trại luôn. Trang trại ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thì video mình làm đến đây để chia sẻ cho mọi người một chút kinh nghiệm thế. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Nếu như ai mà có nhu cầu mà mua nhung hiêu tươi ấy, thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới, trang trại sẽ có nhân viên là tư vấn chi tiết, hoặc là hãy liên hệ với trang trại theo số điện thoại là 0903 291 899 và 0966 592 159 để cho mọi người xem bình luận trang trại ấy một lần nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé, và đừng quên là ấn like video để ủng hộ trang trại và là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.